Thưa quý vị, niềm tin vào điểm xấu và điểm tốt luôn luôn là một phần nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Cho dù nó có thực sự như vậy hay không, nhiều người trong chúng ta vẫn thường tin vào các dấu hiệu và sự may mắn bất hạnh sắp xảy ra do những điểm hay hiện tượng mà họ gặp phải. Chẳng hạn, như trong một ngày bạn gặp phải nhiều chuyện làm bạn bực bội, bạn sẽ nghĩ đó là một ngày kém may mắn và tự nhủ: không hiểu sáng nay ra cửa bước chân trái hay chân phải. Hay khi làm nhà, sau khi đổ trần mà gặp một trận mưa nhỏ thì bạn cho rằng đó là điểm tốt cho ngôi nhà, vân vân. Thưa quý vị, niềm tin của chúng ta trong các dấu hiệu may mắn và không may mắn hầu như nằm trong tiềm thức mỗi người. Quá nhiều để có thể giải thích với các bạn một số hiện tượng thường xảy ra với chúng ta, như khi bạn gặp một con rắn bướm bay đến nhà bạn, hay khi bạn nhìn thấy sao băng, vân vân. Ngay lập tức chúng ta tự hỏi rằng điều đó sẽ mang lại cho mình tốt hay xấu. Sau đây là 18 dấu hiệu, sự kiện phổ biến trong cuộc sống hàng ngày được cho là dấu hiệu của sự may mắn. Khi rơi làm tổ trong nhà của bạn, đây là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất rằng gia đình sẽ gặp những may mắn trong tiền bạc và tài chính. Con rơi với người Trung Quốc như là biểu tượng của sự giàu có, dồi dào. Chúng ta thường thấy các mô hình tròn 5 con rơi, tức ngũ phúc, là một tính năng thiết kế rất phổ biến được tìm thấy trên các đồ nội thất, tranh vẽ, gốm sứ. Người Trung Quốc tin rằng con rơi chỉ làm tổ ở những nơi tốt lành nhất. Họ cho rằng cảm nhận của rơi rất nhạy bén, nó có thể ngửi ra nơi có khí tốt lành. Nếu các con rơi bay đến và làm tổ dưới mái hiên nhà bạn, thì điều này báo hiệu niềm vui, sự may mắn sắp đến với gia đình bạn. Khi ai đó cho bạn tiền vào những ngày may mắn, nó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể về tiền bạc. Ngày may mắn thường được xem là ngày rằm và ngày mùng 1 trong tháng, hay những ngày hợp với tuổi của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ tiền mặt cho bạn trong ngày đó, vì nó được coi là đồng tiền may mắn. Tiền có thể được giao cho bạn theo nhiều cách. Nó có thể là một ai đó trả nợ cho bạn, hoặc một người nào đó đem lại cho bạn một tin tốt lành, có lợi lớn cho dự án hay công việc của bạn. Đó cũng chính là niềm tin đằng sau các truyền thống lì xì, lấy may trong những ngày đầu năm mới âm lịch. Đặc biệt, ngày rằm tháng giêng còn được xem là ngày của phép lạ. Do đó, tiền được nhận vào ngày này luôn luôn được coi là tiền may mắn. Khi phân chim rơi vào đầu bạn, nhiều người tin rằng đây là một dấu hiệu chính của sự giàu có đến từ thiên đường. Do đó, mặc dù nó thực sự là kinh khủng và một sự bất tiện lớn khi điều này xảy ra với bạn, hãy thoải mái, vì trong thực tế, điều này được mô tả chỉ là một sự may mắn. Trong thực tế, hầu hết những thứ liên quan đến gia cầm đều có xu hướng mang lại vận may. Chẳng hạn như khi con chim bay về làm tổ trong và xung quanh ngôi nhà của bạn. Trong khi loài rơi mang lại sự phong phú, chim mang tin tốt và cơ hội tốt. Nếu như sau đó những loài chim ác kém may mắn tới nhà bạn như quạ, ác điểu bay tới nhà bạn, chim sẽ biết cách bảo vệ tổ của mình hay bảo vệ ngôi nhà của bạn. Vì vậy, chim chào đón với vòng tay rộng mở. Tìm tên của bạn trên mạng nhện. Nếu bạn thấy trên mạng nhện có hình thù giống tên của bạn, thì đây được cho là một dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn mãi mãi. Tất cả các kế hoạch của bạn sẽ phát triển và có kết quả tốt, và bất cứ điều gì trở ngại có thể được ngăn chặn, các dự án của bạn sẽ được hóa giải. Cũng giống như nhện, bạn sẽ thu hút thức ăn và tiền bạc mà không cần cố gắng. Điều này thực sự xảy ra thường hơn bạn nhận ra. Khi bạn gặp rắn là một dấu hiệu của may mắn. Nếu bạn gặp rắn trong khu vườn của bạn, bên trong nhà hoặc ra ngoài đường, nó có nghĩa là một cái gì đó hoặc ai đó quan trọng sẽ đi vào cuộc sống của bạn, hay còn gọi là có quý nhân giúp đỡ. Đừng bao giờ cố gắng để gây tổn hại hoặc giết chết một con rắn khi phải đối mặt với nó. Những con rắn càng độc thì càng may mắn. Các vua rắn hổ mang được mô tả là một con rắn của sự may mắn tột bậc. Dù bạn làm gì, đừng bao giờ giết chết một con rắn, vì nó có liên kết tới một số mặt tinh thần. Nó thường tự trốn đi khi nó ý thức được sự hiện diện của con người. Khi tay bạn thấy rộn ràng, náo nức, đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng tiền bạc sắp đến với bạn. Theo quan niệm chung, khi bàn tay trái bạn rung lên rộn ràng thì bạn có thể sắp trúng số hay có tiền bất minh.
bàn tay phải bạn rung lên thì bạn sẽ có tiền mà do bạn làm ra. Và ngược lại, nếu lòng bàn tay phải của bạn bị ngứa thì bạn sắp phải chi tiêu khá lớn. Và nếu lòng bàn tay trái của bạn bắt đầu ngứa thì bạn sắp có niềm vui lớn hay có lộc trời cho. Khi bạn nhìn thấy sao băng, tại thời điểm nhìn thấy sao băng, bạn lập tức nguyện ước điều bạn mong muốn thì sẽ có kết quả trong vòng 30 ngày sau đó. Nếu bạn bị bệnh, sức khỏe của bạn sẽ dần tốt hơn. Nếu vận may của bạn đang kém thì sau đó sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nếu bạn đã mất đi một cái gì đó, bạn sẽ lấy lại nó. Ví dụ, nếu bạn vừa mất việc làm, bạn sẽ có chỗ làm mới tốt hơn. Nếu bạn vừa chia tay với bạn trai của bạn, bạn sẽ làm lành với anh ta hoặc tìm được một người bạn trai mới. Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị điều ước cho mình. Mỗi khi gặp sao băng, lập tức nhắm mắt lại và ước nguyện. Khi tổng ngày sinh của bạn cộng lại lên đến 80. Nếu tổng các chữ số ngày sinh của bạn cộng lại lớn hơn 80 thì bạn sẽ nhận được nhiều điều may mắn. Ví dụ, ngày sinh của bạn là ngày 9 tháng 6 năm 65, tức là 9 cộng 6 cộng 65 bằng 80. Số 8 được xem là số vượng nhất trong thời kỳ này. Nó giống như một dấu hiệu may mắn. Những người có cung phi bát quái là cấn 8 cũng sẽ được hưởng may mắn trong chu kỳ vận 8 này. Khi tai của bạn hay bị nóng, nhiều người tin rằng điều đó là có ai đó đang nói về bạn. Nếu nó là tai trái, có nghĩa là bất cứ ai đó nói về bạn là nói những điều tốt đẹp. Trong khi đó, nếu là tai phải thì nói những điều không hay. Và có một quan điểm đi kèm với hiện tượng này là nếu bạn có thể nghĩ đúng người đang nói về mình thì tự nhiên tai bạn sẽ hết nóng hoặc đỏ. Bạn hãy thử kiểm chứng điều này. Khi bướm bay vào nhà bạn, điều này thường được giải thích là bạn sắp nhận được một số khách hàng quan trọng. Nếu con bướm có màu sắc tươi sáng, có nghĩa là người đó sẽ mang lại tin tốt liên quan đến tình yêu của bạn. Nếu con bướm có màu xám, gần như đen, người đó sẽ mang lại cho bạn tin tốt liên quan đến nghề nghiệp hoặc công việc kinh doanh của bạn. Đừng bao giờ xua đuổi con bướm ra khỏi nhà của bạn vì nó hầu như luôn luôn mang lại tin tốt lành. Đừng cố gắng bắt nó cũng như vô tình giết chết một con bướm vì có thể làm suy giảm may mắn của bạn. Khi mèo vào nhà bạn, đây là một điểm xấu. Thông thường, mèo đen biểu thị sự ám muội và sự phản bội, vì vậy tốt hơn là nên đuổi nó đi. Mèo trắng biểu thị cái chết, nhưng một số người thì lại cho rằng mèo vàng thì có sự may mắn. Khi bạn mặc trái, quần hay áo, điều này được cho là một dấu hiệu rất may mắn. Nó không được tính nếu bạn chủ động làm điều này. Nhưng nếu vì một lý do lơ đãng, bạn mặc quần áo của bạn theo chiều trái, điều đó có nghĩa bạn sớm nhận được một số thuận lợi và may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là một điểm rất tốt cho những người đang kém may mắn vì nó cho thấy rằng may mắn của bạn đang đến. Khi bạn tìm thấy một biểu tượng tốt lành, nếu như bạn tình cờ nhặt được một đồng tiền xu cổ, một biểu tượng tượng trưng cho tiền bạc hay tình cảm như trái tim pha lê, hình tờ tiền, bạn không nên vứt bỏ biểu tượng may mắn nó đi. Người ta cho rằng đó là dấu hiệu của sự tốt lành. Có một số năng lượng tuyệt vời ẩn chứa bên trong đang đến với bạn. Có quan niệm cho rằng nếu bạn chôn chúng trong một hộp kim loại trong khu vườn của bạn, may mắn sẽ nhân đôi. Khi bạn gặp bò trên đường, đây được cho là một dấu hiệu tốt lành vì theo quan niệm, con bò là một biểu tượng của sự thịnh vượng và khả năng sinh sản. Tất nhiên, đây không phải là một cái gì đó có khả năng xảy ra ở các thành phố lớn, ngoại trừ có lẽ ở Ấn Độ. Nơi con bò như vậy là rất tôn kính, nó được phép tự do đi lang thang trên những con đường hay xa lộ mà lái xe phải nhường đường cho chúng theo quy định của pháp luật. Nhưng nếu có một ngày nào đó bạn đi dã ngoại tại vùng ngoại ô và được gặp chúng, thì đó cũng chính là dấu hiệu vui vẻ, may mắn sắp đến với bạn. Khi chó chạy đến nhà bạn, khi ai đó mang đến cho bạn một con chó như một món quà, hoặc nếu có một con chó đi lạc đến nhà bạn, hãy chào mừng nó vào nhà của bạn vì đó là điểm tốt lành. Người ta cho rằng một con chó vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi vì nó có nghĩa là
bạn sẽ có thêm người bạn trung thành và chân thành đi vào cuộc sống của bạn, giúp bạn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc. Chó màu trắng mang lại tình yêu và sự lãng mạn. Khi bạn treo cờ, nếu công ty bạn thường treo cờ ở cổng công ty, trên bàn làm việc hay ở nhà bạn vào các dịp lễ Tết treo cờ Tổ quốc, bạn nên chắc chắn rằng nó được cắm lên một cách chắc chắn và lá cờ tung bay trước gió không bị rơi. Nếu khi lá cờ của công ty bạn bị rơi thì sự lục đục, xáo trộn sẽ xảy ra. Khi lá cờ trên bàn làm việc hay ở nhà bị rơi thì có thể một tai nạn xe cộ có thể xảy ra với bạn. Mặt khác, khi lá cờ tung bay trong gió thì nó mang lại nhiều may mắn cho bạn. Người ta quan niệm rằng lá cờ tung bay chỉ sự thành công và chiến thắng. Khi bạn gặp các côn trùng nhỏ, nếu một con cào cào châu chấu đã nhảy vào nhà của bạn, nó có nghĩa là một người khách quý sẽ đến thăm bạn. Nó cũng có thể bạn sắp nhận được một niềm vui hay một sự vinh danh rất lớn. Còn nếu bạn bắt gặp những con rùa nhỏ ở nhà, sân hay khu vườn thì bạn sẽ gặp may mắn trong kinh doanh. Và nếu có những con ếch nhảy vào nhà của bạn thì đó là dấu hiệu tốt về tài chính, tiền tài sẽ đến với bạn. Khi bạn gặp cơn mưa bóng mây, người ta cho rằng sự xuất hiện đồng thời của mặt trời và mưa là một dấu hiệu thực sự rất tốt. Đó là khi nó cho bạn thấy cầu vồng trên bầu trời. Dấu hiệu này cho thấy rằng mọi thứ bạn đang làm sẽ được thành công. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Nếu bạn sinh con vào ngày như vậy thì đó là một dấu hiệu tuyệt vời của một cuộc sống tuyệt vời. Và nếu như bạn kết hôn trong ngày này thì bạn sẽ được tận hưởng một cuộc sống tốt lành và trọn đời hạnh phúc.